Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 14 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban với các sở ngành và các huyện thành phố. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và huyện Văn Lâm về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư. Mực nước sông Trục thấp gây khó khăn cho việc chăm sóc lúa xuân. Ông Bùi Văn Trung áp dụng công nghệ sản xuất Việt Gáp trong trồng cây ăn quả và chế biến nông sản. Bãi rác tự phát ở xã Yên Hòa gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Công an huyện Mỹ Hào bắt giam đối tượng dùng dao chém trọng thương hai công an xã. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp bàn một số nhiệm vụ trọng tâm với các sở ngành và các huyện thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã họp bàn thông qua đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh và tờ trình đặt tên đường phố thuộc thị xã Mỹ Hào. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu đối với đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, công an tỉnh cần phối hợp với các địa phương xây dựng đề án sắp xếp cụ thể có phương án phù hợp, trước mắt cần bố trí, sắp xếp ngay tại các xã đang thiếu trưởng công an xã và phấn đấu trong năm 2019 phải thực hiện xong. Về trụ sở làm việc, căn cứ vào tình hình thực tế, trước mắt dùng trụ sở hiện có hoặc bố trí trong trụ sở Ủy ban nhân dân xã, quy mô của trụ sở cần có thiết kế mẫu chung, tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ 30% kinh phí để xây dựng, phần còn lại do huyện và xã đảm nhận. Cần làm tốt công tác tuyên truyền để đề án thực hiện có hiệu quả. Đối với đề án đặt tên đường phố thị xã Mỹ Hào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Mỹ Hào sớm trình hội đồng việc đặt tên 22 tuyến đường và 3 tuyến phố thuộc đô thị Mỹ Hào. Lưu ý, việc đặt tên các tuyến đường ưu tiên những danh nhân, người con ưu tú của quê hương Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc giải quyết đơn thư của tổ chức công dân tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, tiếp thu ý kiến kiến nghị của đại biểu và đánh giá cao kết quả giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Trong đó, Sở đã tiếp nhận trên 300 đơn thư, số lượng nhiều nhưng đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Việc giải quyết đơn thư phản ánh kiến nghị, đề nghị khiếu nại tố cáo của công dân nhanh, dứt điểm, không tồn đọng. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội cần tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường kiểm tra tự phát hiện sai sót và kiên quyết xử lý cán bộ nếu phát hiện vi phạm. Thực hiện nghiêm túc luật khiếu nại tố cáo, đặc biệt về thời hạn, thông báo trả lời, thông báo giải quyết đến với các cơ quan chuyển đơn và một số các quy định khác của luật, tránh sai sót trong việc xử lý đơn thư. Trước đó vào ngày 12 tháng 3, đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm về việc giải quyết các kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo của tổ chức công dân. Từ tháng 7 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, huyện Văn Lâm đã tiếp nhận tổng số 839 đơn thư, phần lớn đơn thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã thị trấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo ở Văn Lâm còn bộc lộ một số hạn chế như trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện tiếp công dân chưa cao, nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng chậm giải quyết. Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm và các xã thị trấn trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế thiếu sót, cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo cho cán bộ công chức cấp xã thị trấn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Sáng nay, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Tiên Lữ. Trước đó, trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã phát hiện virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi tại gia đình ông Ninh Văn Phấn ở đội 5 thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, với số lợn bị mắc và tiêu hủy là 42 con, trọng lượng tiêu hủy là trên 2.000 kg.
Ngày 12 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện đã có quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Thiện Phiến. Ngay khi phát hiện virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện và xã đã tiến hành tiêu hủy số lợn bị bệnh. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu xã Thiện Phiến cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm bắt tình hình, nâng cao hiểu biết về dịch bệnh, chủ động tham gia phòng chống dịch, tuyệt đối không giấu dịch, bán lợn bệnh. Ngành chức năng, cán bộ thú y huyện cần triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi với phương châm 4 tại chỗ và 5 không trong phòng chống dịch bệnh, tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, hỗ trợ vật tư thú y, thuốc khử trùng vôi bột cho các địa phương, người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, mực nước sông Hồng và hệ thống sông Bắc Hưng Hải xuống thấp dẫn đến một số diện tích lúa khó khăn về nguồn nước. Trong thời gian qua, mực nước trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải xuống thấp hơn so với thiết kế từ 1m đến 1,2m, cộng với thời tiết không có mưa đã làm cho một số diện tích lúa xuân thiếu nước. Các địa phương khó khăn về nguồn nước như huyện Ân Thi, Văn Lâm, Mỹ Hào, tình trạng thiếu nước đã làm cho cây lúa hồi xanh đẻ nhánh chậm. Mặc dù công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chủ động trữ nước trên các sông trục như ở Khoái Châu, Kim Động để bơm tưới dưỡng cho lúa, nhưng đến nay nguồn nước trữ đã xuống thấp. Hiện nay, công ty đã huy động các trạm bơm tận dụng các nguồn nước để bơm tưới cho lúa. Tuy vậy, nhiều trạm bơm chỉ hoạt động cầm chừng. Nếu như trong những ngày tới mực nước sông không lên cao, thời tiết không có mưa, thì cục bộ một số diện tích sẽ xuất hiện hạn hán. Để hạn chế tình trạng thiếu nước tưới cho lúa, các địa phương và ngành chức năng cần tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo các sông chứa nước để tăng sức chứa lớn hơn. Đồng thời, các địa phương cần có phương án và thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi một phần diện tích lúa ở nơi cung cấp nước khó khăn sang trồng các cây có hiệu quả kinh tế. Nắm bắt được chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đã chuyển sang chuyên ươm trồng cây giống cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Liên Nghĩa hiện có trên 10 hectare ươm các loại cây giống như cam, bưởi, chanh, táo, nhãn, ổi, tập trung chủ yếu ở hai thôn Đan Kim và CD Quán Trạch, trung bình một sào ươm được khoảng 1,5 vạn cây. Với giá bán trung bình khoảng 10.000 đồng một cây như hiện nay, mỗi sào cho thu nhập khoảng 90 đến 100 triệu đồng, trừ chi phí còn thu lãi khoảng 50 triệu đồng một năm. Một số cây giống chiết ghép yêu cầu kỹ thuật cao như cam, bưởi, ổi còn cho thu lãi cao hơn đến 1,5 lần. Theo người dân cho biết, ươm trồng cây giống tuy mất nhiều công lao động nhưng không có rủi ro, ít sâu bệnh, có thể để lưu cây giống lại sau một vài năm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thành công trong việc trồng 6 mẫu nhãn năm nào cũng cho sai quả, mà gia đình ông Bùi Văn Trung ở thôn Phương Trung, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên còn được biết đến là hộ đi đầu trong việc áp dụng công nghệ Việt Gáp trong chế biến tinh bột nghệ và bột sắn dây cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ nhãn năm nay, trong khi nhiều diện tích trên địa bàn tỉnh ta không ra hoa đậu quả, thì 6 mẫu nhãn của gia đình ông Trung vẫn cho sai hoa đạt tỷ lệ trên 90% và hứa hẹn một mùa nhãn bội thu. Ông Trung cho biết, sở dĩ có được hiệu quả cao như vậy là do ngay sau khi thu hoạch quả xong, gia đình đã bắt tay ngay vào việc tỉa cành, tạo tán và bổ sung dưỡng chất cho cây. Đến tháng 11 âm lịch, ông bắt đầu áp dụng khoa học kỹ thuật xử lý hoa, sau 10 đến 15 ngày thì tiến hành khoanh cành và chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ áp dụng công nghệ trong trồng và chăm sóc nên năm nào vườn nhãn của gia đình ông cũng cho sản lượng đạt cao với trên 20 tấn quả. Không chỉ thành công trong việc trồng nhãn mà từ năm 2018, gia đình ông Trung còn đầu tư các loại máy móc hiện đại như máy rửa củ, máy sát, máy đánh bột, máy sấy chế biến bột nghệ, bột sắn cho hiệu quả kinh tế cao. Đầu tiên mình làm được cái bột sắn ngon ấy là mình phải dùng cái bột, cái củ sắn ấy là mua ở mãi Kinh Môn, Hải Dương ấy. Mà cái củ sắn nó phải dài, nó bóng, nó mượt thì là củ sắn nó mới nhiều bột và chất lượng nó mới cao. Thế mà khi làm củ sắn là ta phải lọc tới 5 lần bằng nước sạch, và khi sấy là mình phải sấy bằng lò điện thì cái bột sắn ăn nó rất mềm mà nó dẻo. Nghệ mà được cái tinh bột ngon ấy là mình đầu tiên phải kén nghệ về, và khi ta sản xuất ta cũng phải làm tới 5 nước. Khi pha cốc tinh nghệ lên không có cấn có cặn gì thì là tinh bột nghệ mới đảm bảo.
Nhờ sản xuất đảm bảo chất lượng nên sản phẩm bột nghệ bột sắn dây của gia đình ông đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được khách hàng nhiều nơi tin dùng. Mỗi năm là tôi cũng mua của bác ấy là từ 5 đến 6 7 tạ. Tôi thấy cái sản phẩm của anh chị đây là đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất là khâu làm là củ chuẩn, đúng tiêu chuẩn. Cái thứ hai là bột làm là sạch sẽ, đảm bảo chất lượng, không có cái chất bảo quản gì. Dây chuyền của anh chị thì hơn tất cả các lò khác. Trung bình mỗi vụ gia đình ông sản xuất gần 4 tấn tinh bột nghệ, 5 tấn bột sắn dây cung cấp cho thị trường trong tỉnh và một số đại lý siêu thị tại các thành phố lớn, mang lại doanh thu cho gia đình đạt cao. Thưa quý vị và các bạn, gắn hiệu quả sản xuất, tăng doanh thu với việc chia sẻ lợi nhuận cho người lao động là một trong những chiến lược quan trọng của công ty cổ phần Tiên Hưng, có địa chỉ ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Bộ phận kế hoạch tài vụ của công ty cổ phần Tiên Hưng đang bận rộn chuẩn bị hơn 43 tỷ đồng để lo các khoản như tháng lương thứ 13, thưởng Tết cho hơn 2.100 lao động đang làm việc tại công ty. Năm 2018 được đánh giá là một năm không có nhiều thuận lợi với ngành may, song công ty Tiên Hưng vẫn đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 50 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm 2017. Dù thời gian làm việc đã giảm 30 phút một ngày so với năm 2017, tức là chỉ khoảng 8 tiếng rưỡi một ngày và không phải làm chủ nhật, song mức thu nhập trung bình năm 2018 là 9,6 triệu đồng một người trên tháng. Ghi nhận những cố gắng của người lao động, Tết này, bình quân công nhân của công ty Tiên Hưng được thưởng 23 triệu đồng một người. Có những người được thưởng Tết cao như chị Nguyễn Thị Nhẫn, xí nghiệp may 6, hơn 31 triệu đồng, Trần Văn Việt, xí nghiệp may 5, 30 triệu 700 nghìn đồng. Các công nhân ở đây đều có tâm lý gắn bó với doanh nghiệp như mái nhà thứ hai của mình. Bởi không chỉ có việc làm ổn định, thu nhập khá, công ty còn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư thiết bị máy may hiện đại để hỗ trợ gia công, tăng năng suất và các chế độ ăn giữa ca. Hỗ trợ kinh phí cho công nhân viên là nữ có con trong độ tuổi mẫu giáo 150.000 đồng một tháng trên một cháu, hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe hơn 600.000 đồng một người trên tháng. Để giữ được người lao động yên tâm ở với mình thì các đồng chí lãnh đạo cũng như cái tổ chức công đoàn của công ty cũng luôn là thường xuyên là quan tâm đến cái điều kiện làm việc, đến cái thu nhập của người lao động cải thiện. Thì năm vừa rồi thì công ty chúng tôi là không làm chủ nhật. Chiến lược của công ty thì năm 2019 này thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên thấp nhất sẽ là 10 triệu trở lên. Từ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2018, công ty Tiên Hưng đã dành gần 500 triệu đồng để làm từ thiện nhân đạo. Điển hình như tặng quà trẻ em khuyết tật tại trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên, cán bộ công nhân viên của công ty có hoàn cảnh neo đơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, công ty Tiên Hưng nhận phụng dưỡng hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Gừng ở xã Ngô Quyền và mẹ Phạm Thị Đầm ở xã Dị Chế. Năm 2019 này, công ty cổ phần Tiên Hưng đang đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng thêm 20.000 m2 nhà xưởng và các thiết bị may hiện đại với mục đích thu hút thêm từ 600 đến 700 công nhân. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đưa Tiên Hưng trở thành một doanh nghiệp may mạnh trong toàn quốc. Do tăng dân số cơ học, từ lượng lao động tỉnh ngoài về làm việc trong các nhà máy tại các khu công nghiệp Phố Núi A, Phố Núi B và khu công nghiệp Thăng Long 2, đến năm học này, số học sinh trên địa bàn huyện Mỹ Hào tăng gần 4.400 em, tương đương 112 lớp, đã và đang gây ra tình trạng quá tải tại các trường học. Số lượng học sinh tăng chủ yếu ở bậc học tiểu học và mầm non, trong đó bậc tiểu học tăng 2.100 học sinh, bậc mầm non tăng 2.300 cháu. Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, đảm bảo các quy định về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, huyện đã tham mưu chỉ đạo điều động luân chuyển giáo viên ở vùng thấp điểm về dạy tăng cường thêm số tiết đối với học sinh và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường học, tiến hành học 2 buổi. Với bậc học mầm non cho phép cơ sở giáo dục mầm non xây dựng bổ sung phòng học và tuyển dụng giáo viên đáp ứng đúng các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.
là chúng tôi thực hiện những giải pháp như là sắp xếp lại cơ cấu việc dạy và học của các nhà trường, số lượng buổi dạy cho các nhà trường để đáp ứng. Tuy nhiên về lâu dài thì xu hướng gia tăng sĩ số học sinh tới trường trong những năm tiếp theo là vẫn còn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện, tỉnh để có cơ chế chính sách huy động, tăng cường, bổ sung thêm đội ngũ giáo viên, nhân viên cho các nhà trường để đáp ứng được cho việc dạy và học của các nhà trường. Văn chỉ xã Phú Thịnh, huyện Kim Động là một trong số ít văn chỉ hàng huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Văn chỉ thờ Đức Thánh Khổng Tử và thầy giáo Chu Văn An. Đây còn là nơi ghi danh những người đỗ đạt tại địa phương. Trải qua chiến tranh, văn chỉ Phú Thịnh cùng các bia đá đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhằm bảo tồn một công trình văn hóa có giá trị về mặt lịch sử, giáo dục, đồng thời khơi dậy tinh thần hiếu học tại địa phương, từ năm 2004 đến nay, chính quyền xã Phú Thịnh đã quan tâm tiến hành xây dựng lại khu văn chỉ, đồng thời sưu tầm tài liệu để dựng lại bia đá, ghi lại những người đỗ đạt cao ở trong xã. Sau nhiều năm xây dựng, tôn tạo, hiện nay văn chỉ xã Phú Thịnh có kiến trúc chữ nhị gồm tiền tế và hậu cung. Đây vừa là nơi thờ tự, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân thôn Trung Hòa. Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã quan tâm quy hoạch và đầu tư hàng chục điểm tập kết rác thải cho các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, nhưng xung quanh điểm thu gom rác được tập kết không đúng nơi quy định. Tại các điểm tập kết ở các xã Dạ Trạch, Bình Minh, Phùng Hưng, Thuần Hưng, Thành Công, Hồng Tiến, việc thu gom rác về đây không được chuyển đi tiêu hủy nên lượng rác ở các khu vực này bị ứ đọng lâu ngày gây ô nhiễm nặng. Ngoài ra, một vài điểm tập kết khác mặc dù đã được quy hoạch xa khu dân cư. Cùng với đó là tình trạng đội thu gom rác ở một số nơi đổ không đúng nơi quy định khiến lượng rác thải bừa bãi trên địa bàn vẫn diễn ra là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, người dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ rất bức xúc về bãi rác nằm trên tuyến đường liên thôn của xã tập kết sai quy định, ngày một phình to không được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh hoạt và sản xuất của nhiều hộ gia đình. Theo người dân, bãi rác này đã tồn tại từ năm 2015. Đây là bãi rác tự phát nhưng nơi đây gần như trở thành điểm tập kết rác chính của cả xã. Rác thải được đổ về đây gồm đủ loại từ rác sinh hoạt cho đến rác động vật. Người dân cho biết rác tập kết về đây để trở đi nơi khác xử lý, nhưng có khi rác được tập kết cả tháng, tồn đọng mà không được chuyển đi. Hiện nay, người dân thôn Thái Hòa trực tiếp phải chịu nhiều hệ lụy từ bãi rác tập kết sai quy định này. Do bãi rác gần khu dân cư nên hàng ngày người dân bị ảnh hưởng bởi mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, ruồi nhặng và những ký sinh trùng độc hại. Đặc biệt, Yên Hòa còn là địa phương đầu tiên phát hiện ra ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Từ trước Tết đến giờ là không múc nhắc gì cả, mà dân thì kêu rất nhiều. Đấy, bây giờ ông nhìn thấy khói nó bưa về làng, đêm ngủ không chịu được. Cả một cái thôn này là mấy nghìn khẩu đấy thì là cứ có nghĩa đi đến đây là các cháu cứ bịt mũi, thường xuyên là bị va chạm vào đầy ngã. Ở khu dãy dưới này thì còn đỡ, nhưng cái dãy trên này thì đi làm đồng đã không chịu nổi được. Bãi rác này nằm trên trục đường chính liên thôn trong xã nên lượng người qua lại đây rất đông. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa không có biện pháp xử lý. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng là do sự yếu kém của lãnh đạo địa phương nên tình trạng này vẫn tồn tại nhiều năm qua. Những mong mỏi của người dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ là hoàn toàn chính đáng. Các cơ quan chức năng cần quan tâm sớm di chuyển bãi tập kết rác sai quy định, trả lại môi trường sống cho người dân, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất như hiện nay. Nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp tại các khu dân cư, thời gian qua các tổ vệ sinh môi trường tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi hoạt động tích cực hiệu quả. Từ năm 2009, việc thu gom rác thải tại thị trấn Ân Thi giao cho Hội Phụ Nữ đảm nhận, 12 người được chia làm 4 tổ, hàng tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy, các tổ với 8 xe rác tiến hành thu gom vận chuyển rác thải đến vị trí tập kết, sau đó được đem đi xử lý. Ước tính mỗi tuần, lượng rác thải thu gom được tại các khu dân cư khoảng 2 tấn. Các tổ vệ sinh môi trường vừa trực tiếp thu gom rác thải, vừa làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường của người dân trong thị trấn đã có chuyển biến tích cực.
Từ chỗ vứt đổ rác tùy tiện ra đường làng ngõ xóm, nay bà con ở các khu dân cư đã đổ rác vào thùng, tập kết rác đúng quy định, nhờ đó cảnh quan đường phố được sạch đẹp. Sáng ngày 13 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, đã xảy ra vụ việc một đối tượng manh động đã dùng dao chém trưởng công an xã và phó trưởng công an xã này trọng thương. Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút, đối tượng Đỗ Đình Tiến, 48 tuổi, trú tại thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, đã bất ngờ vào phòng công an xã rút dao giấu sẵn trong người, chém trưởng công an xã Nguyễn Phụng Huy. Ông Huy đã né được nhát chém và bỏ chạy ra cửa. Đối tượng tiếp tục chém phó trưởng công an xã là ông Vũ Đồng Hiệu vào đầu. Phát hiện ông Huy vấp ngã ở cửa, đối tượng đã chém vào tay ông Huy. Hậu quả ông Huy và ông Hiệu đều bị thương nặng, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Sau đó cả hai được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức do vết thương quá nặng. Gây án xong, đối tượng Tiến đã về nhà thay quần áo và chuẩn bị rượu để uống, thì lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Mỹ Hào khống chế bắt giữ. Được biết, năm 2014, đối tượng Tiến cũng đã từng chém trọng thương ông Cử là phó trưởng công an xã Minh Đức. Hiện vụ việc đã được công an huyện Mỹ Hào bàn giao cho PC45 công an tỉnh để hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.